chào cả nhà, hôm nay gia đình mình đi ăn Korean barbecue nha cả nhà. Ở đây kêu là barbecue brother Tim, mà cả nhà cùng đi ăn chung với gia đình mình nha. Excuse me, guys. This is an appetizer, okay? It's not ready to go. I get too full if I eat rice. Right? And I can't eat anything else. It seems like the gas is a little bit low. Okay, kimchi, nice. Mm-hmm.
barbecue xong rồi, bây giờ mình mời cả nhà qua ăn dâu ua cuộn nha cả nhà. Ở đây cái tiệm này kêu là Big Bang Dâu Kịch. Don't worry, I'll make some magic to it later. Mình sẽ tạm dừng video ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu cả nhà yêu mến mình, nhớ cho mình cái like, chia sẻ và ủng hộ mình nhé. Và mình cũng hẹn cả nhà những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Và chúc cả nhà một ngày mới an lành. Bye bye.